Cái hình đó đó là ba em giải thích đó là có một cái đám cháy xảy ra đó, mà nhờ có đứa bé nó đứng tiểu vậy đó anh, cho nên nó ngăn cái đám cháy được đó, cứu được rất là nhiều người đó, cho nên đó là lý do mà người ta dựng cái tượng đứa bé đứng tiểu vậy đó. Gặp này người lớn đứng tiểu là một chữ rồi. Đúng rồi đó, trẻ con thì bình thường bông tuyết. Ủa còn ghế nhiều mà. Cho mà được. Anh thấy em đi quen. Để có hai ba đây nè. Dạ, cảm ơn.